Đây là quá trình mà chúng tôi làm ra những chiếc vòng hoàng đàn tuyết Lạng Sơn chuẩn 4 tố chất. Đầu tiên là khâu chọn phôi gỗ phải thật là chắc, già, nặng và đen sẫm, chìm nước giống như cái phôi này các bác nhá. Và cái khâu cắt gỗ là một trong những khâu cực kỳ quan trọng, bởi vì người thợ chỉ cần là cắt thiếu đi kể những cái sự cân nhắc và cân đối thì chắc chắn là sẽ bị thiệt gỗ đi rất là nhiều. Và những chiếc vòng này thì chúng tôi đã chọn cái phương án là cắt ngang gỗ để có thể là cho được một cái phôi gỗ nó sâu ra được nhiều cái lượng vân nhất và nhiều cái màu sắc của gỗ nhất. Và cái khâu test gỗ trước khi mà cho lên tiện thì các bác đang nhìn thấy đấy, thả vào trong nồi này là nó chìm mất vòng luôn. Và thậm chí là những cái lát gỗ mỏng manh như thế này thì khi thả vào nước cũng sẽ chìm, để khẳng định được cái phôi gỗ này nó rất là già về tuổi đời, cũng như là có một cái lượng tinh dầu rất là nhiều các bác nhá. Và bây giờ đây, trên tay tôi đang là những chiếc vòng chuẩn 4 tố chất của hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Và các bác hãy cùng xem, cảm nhận và đánh giá nhé.